Với bà con nông dân đối tượng sâu bệnh hại thì cái thứ nhất là sợ nhất là bệnh hại, tức là bệnh thán thư, bệnh sương mai. Do mưa ẩm nhiều, thời tiết nhiều mà gây bệnh sương mai thán thư, mà nếu bà con mà không kịp thời phát hiện phòng trừ thì cái thiệt hại nó vô kể. Bởi vì có năm nó đã cháy hết hoa, tức là cái nhãn ra hoa bắt đầu nở là cháy, cháy khô hết. Thế nên đã cháy thì chả còn gì để mà bà con thu hoạch cả. Mà cho nên là cái việc mà bà con giờ cũng rất quan tâm đến việc khi cây nhãn trổ hoa, ra hoa để phòng trừ sâu bệnh. Bệnh sương mai và thán thư gây hại chủ yếu trong thời gian cây ra hoa và đậu quả. Nếu không phun phòng trừ bệnh kịp thời, có thể gây rụng hoa, rụng quả hàng loạt. Sương mai là cái bệnh mà phát sinh gây hại ở trong cái thời kỳ ra hoa và đậu quả là mạnh nhất. Và trong cái thời kỳ này thì nó sẽ gây hại trên hoa, nó sẽ làm cho cái màu sắc của cái hoa nó sẽ bị biến màu. Hay là nếu trên quả thì nó sẽ làm cho quả bị thối và thậm chí làm rụng và thiệt hại năng suất là rất là lớn. Thế thì để phòng trừ cái bệnh sương mai trên cây nhãn thì bà con chúng ta là nên chủ động phòng là chính. Trước khi mà cái hoa nở báo thì bà con chúng ta nên phun phòng bằng những cái loại thuốc mà có tác dụng chuyên biệt đối với cái bệnh sương mai. Thì trong cái thời kỳ này thì bà con chúng ta có thể lựa chọn cái sản phẩm Infinito. Đây là một cái sản phẩm mà rất là mới ở trên thị trường Việt Nam. Nó có tác dụng mà không chỉ diệt trừ cái nấm ngay tại cái thời điểm mà phun phòng trừ, mà thứ hai nữa là có tác dụng mà nội hấp và có cái tác dụng mà kéo dài. Và đối với cái vấn đề mà làm sao để gia tăng được cái tỷ lệ mà nở hoa cái cũng như là tăng tỷ lệ mà đậu quả đấy, thì bà con chúng ta cũng nên tăng cường các cái chất dinh dưỡng cần thiết cho cái cây nhãn. Ví dụ như bà con có thể sử dụng cái sản phẩm mà hai poron, là một cái sản phẩm nó sẽ bổ sung các cái vi lượng thiết yếu ở cái dạng hữu cơ đấy, thì để làm tăng cái quá trình mà thụ phấn hoa cũng như là tăng cái quá trình mà đậu quả ở cái giai đoạn này. Để phòng bệnh, các nhà vườn cần tỉa cành tạo tán và thường xuyên cắt bỏ cành già, giúp cho cây thông thoáng, theo dõi vườn khi thời tiết ấm và ẩm để phun các loại thuốc phòng trừ. Để phòng trừ sâu bệnh gây hại trên cây nhãn đạt hiệu quả cao nhất, các nhà vườn cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết và thường xuyên kiểm tra vườn, hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ.